Ngày thứ nhất trong tuần bánh không men là ngày sát tế chiên vượt qua. Các môn đệ thưa với Đức Giêsu: Thầy muốn chúng con đi dọn cho Thầy ăn lễ vượt qua ở đâu? Người sai hai môn đệ đi và dặn họ: Các anh đi vào thành và sẽ có một người mang vỏ nước đón gặp các anh. Cứ đi theo người đó vào nhà nào, các anh hãy thưa với chủ nhà: Thầy nhắn, Thầy sẽ ăn lễ vượt qua với các môn đệ ở phòng nào. Và ông ấy sẽ chỉ cho các anh một phòng rộng rãi trên lầu đã được chuẩn bị sẵn sàng. Và ở đó, các anh hãy dọn tiệc cho chúng ta. Hai môn đệ ra đi, vào đến thành, các ông thấy mọi sự y như người đã nói, và các ông dọn tiệc vượt qua. Đang bữa ăn, Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho các ông và nói: Anh em hãy cầm lấy, đây là mình Thầy. Và người cầm chén rượu, dâng lời tạ ơn, rồi trao cho các ông, và tất cả đều uống chén này. Người bảo các ông: Đây là máu Thầy, máu giao ước đổ ra vì muôn người. Thầy bảo thật anh em, chẳng bao giờ Thầy còn uống sản phẩm của cây nho nữa, cho đến ngày Thầy uống thứ rượu mới trong nước Thiên Chúa. Hát thánh vịnh xong, Đức Giêsu và các môn đệ ra núi Ô Liu. Suy niệm thuốc sống. Máu Chúa Kitô tẩy sạch lương tâm chúng ta. Coleman kể về một cậu bé có cô em gái cần được truyền máu. Cơ hội sống duy nhất của em cậu là được truyền máu của cậu, người đã thắng một căn bệnh. Bác sĩ hỏi, con có sẵn sàng hiến máu cho em không? John do dự, môi dưới run lên. Sau đó, cậu mỉm cười và nói, chắc chắn rồi, em gái con. Hai đứa bé được đưa vào phòng. Mary xanh xao, John cường tráng, cười toe toét. Nhưng khi đâm kim vào cánh tay, nụ cười của John tắt dần. Cậu nhìn dòng máu qua ống, thử thách gần kết thúc. Giọng cậu run run, khi nào con chết? Bác sĩ nhận ra tại sao John do dự, môi run lên khi đồng ý. Cậu nghĩ hiến máu đồng nghĩa với cái chết. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cậu đã đưa ra quyết định tuyệt vời của mình. May thay, John đã không phải chết để cứu em gái mình. Kính thưa anh chị em, mỗi người chúng ta đều mắc phải một tình trạng nghiêm trọng còn hơn tình trạng của Mary. Và điều đó đòi hỏi Chúa Giêsu phải hiến không chỉ máu của Ngài, mà còn cả sự sống của Ngài. Thuốc sống, mạng sống của Ngài. Máu Chúa Kitô tẩy sạch lương tâm chúng ta. Như tác giả thư Do Thái nói trong bài đọc ngày mừng kính trọng thể mình máu thánh Chúa Kitô, Chúa Nhật hôm nay. Đó là máu chảy lênh láng trên bàn thờ Israel xưa, giao ước cũ, tiền trưng cho máu trong chén thánh trên các bàn thờ ngày nay, giao ước mới. Ở đó, con Thiên Chúa hiến mình cho Đức Chúa Cha và các linh hồn qua bí tích thánh thể Ngài thiết lập trong đêm tiệc ly. Sách Xuất Hành tường thuật việc Môi-sen lấy máu tế vật rưới lên bàn thờ, rảy trên dân chúng. Đây là máu giao ước Thiên Chúa đã cam kết với các ngươi. Điều này nghe có vẻ dị ứng đối với chúng ta, nhưng với người Do Thái, nó có một tầm quan trọng và mang nhiều ý nghĩa. Máu ở đây tượng trưng cho một cuộc sống mới, cuộc sống hướng về Thiên Chúa. Với Israel, máu là sự sống, là thuốc sống, là quà tặng Thiên Chúa ban. Nhờ máu này, dân được thông phần sự sống thần linh của Thiên Chúa. Thư gửi tín hữu Do Thái xác nhận các nghi lễ xưa chỉ là hình ảnh tiền trưng, chỉ ra sự hoàn thành của chúng trong Chúa Kitô.
Đấng đã bước vào cung thánh chỉ một lần và đem lại ơn cứu độ muôn đời. Công cuộc của Chúa Kitô với tư cách là môn đệ thượng phẩm trong thánh điện trên trời đã mở ra một con đường tiếp cận Thiên Chúa cho con người. Và theo lối sống mới này, các Kitô hữu được tiếp cận với Thiên Chúa, tự tin bước vào cung thánh để gặp chính Thiên Chúa của mình. Như vậy, máu Chúa Kitô thanh tẩy chúng ta khỏi mọi công việc chết chóc của tội lỗi và cho phép chúng ta thờ phượng Thiên Chúa hằng sống. Chính nhờ hy tế của Chúa Kitô, chúng ta được cuốn hút vào việc cử hành thánh thể, mang lại sự thanh tẩy và ơn tha tội. Tin mừng hôm nay nói đến việc Chúa Giêsu lập phép thánh thể. Này là mình Thầy, này là máu Thầy. Ngài ban cho chúng ta thịt máu Ngài để chúng ta được sống, được ơn tha tội và được đón nhận sự sống mới của Thiên Chúa. Thánh Vịnh Đáp Ca cũng bày tỏ hồng phúc lãnh nhận bửu huyết, thuốc sống ấy. Tôi sẽ lãnh nhận chén cứu độ và tôi sẽ kêu cầu danh Chúa. Qua việc lãnh nhận bửu huyết Ngài, chúng ta được mời gọi tiếp tục làm việc này, nghĩa là sống mầu nhiệm hy tế của Ngài, như Ngài và trong Ngài, là hiến mình cho Thiên Chúa và cứu rỗi các linh hồn. Anh chị em thân mến, khi chúng ta không thể đến nhà thờ tham dự thánh lễ được, ước gì những bất ưng không ngờ trước trở nên một mối lợi cho mỗi người chúng ta khi biết khao khát thánh thể hơn, biết đói Chúa Giêsu hơn. Chúng ta xác tín, thánh thể là của ăn, là thuốc chữa bệnh, thuốc sống, cũng là sức mạnh cho việc truyền giáo. Trong khi các thức ăn khác được ăn để trở thành chúng ta, thì với thức ăn mà chính Chúa Giêsu ban, thịt máu Ngài, chúng ta nên giống Ngài. Chớ gì việc rước mình Thánh Chúa thực hay việc rước lễ thiêng liêng, giúp chúng ta nên một Chúa Kitô khác cho những anh chị em đang ở trong những hoàn cảnh khó khăn mà Chúa cần chúng ta nâng đỡ họ. Chúng ta có thể cầu nguyện: Lạy Chúa, thánh thể và thánh lễ là thiên đàng dưới thế mà tình yêu Chúa đang cho con hưởng trước thiên đàng mai ngày trên trời. Xin cho con khao khát được ở bên Chúa, được rước Chúa và được nên giống Chúa mỗi ngày. Amen.